Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đấy thì mình là NG đây. Thì hôm nay mình sẽ thử test xem là lắp cái báng súng ở trên cái khẩu xuất kích nha anh em. Đấy thì mình sẽ nhảy lăng thông đây. Đấy thì mình sẽ lắp cái báng súng vào khẩu xuất kích điện thoại của chúng ta thì xem là uy lực của nó sẽ ra sao. Đấy thì mình nghĩ là cũng khá là mạnh đi. Cái báng súng ấy thì có tác dụng là chống giật anh em ạ. Đấy khẩu xuất kích thì bắn là chung thì nó giật rất là mạnh luôn. Cho nên mình nghĩ có cái báng súng này vào thì chắc chắn là nó sẽ tăng thêm uy lực của khẩu shotgun. Đấy thì tăng cái độ chính xác của shotgun nha. Kìa dưới kia có một người kìa. Đấy nhảy xuống kia, trời ơi. Đi đâu về bạn? Đấy mình có súng này, Rồi. Vãi, chạy nhanh nhỉ. Có người kia. Rất là đau luôn. Thế nên kia không biết là làm cái đéo gì mà chạy đất à kia, dưới nhà có người kia rất là xa, mình cầm khẩu lục thì bắn sao mà được, đấy bắn không được nha, đấy đôi lúc bị bắn lại thì sờ mà lơ luôn. Để tạm thời nhặt khẩu tiểu lên này đi, MP5, ok thì mình sẽ đi à kia, có người kia bạn ơi, đi đâu về bạn ơi, trời ơi rất là ngáo đá luôn, đấy cái cầm khẩu lục thế kia mà đi ngáo thế kia thì bố con thằng nào mà chả bắn cho, để không ăn vào đầu thì cũng gọi là tan nát đời trai luôn. Ok, đi tìm cái khẩu súng gần nào. Đấy là đâu, chẳng lẽ là nhầm nha. Đấy cứ nhìn giống như khẩu súng gần. Đấy khẩu súng gần thế kia thì ai mà chẳng thích. Đấy. À súng gần này. Ok, có xuất viên rồi này. Kiếm khẩu kia mà mình tìm khẩu xuất viên kia. Cái khẩu này thì nó sẽ không có bắn súng kia. Nó sẽ không hỗ trợ bắn súng nha. Đấy thì khẩu xuất viên M gì đó 1040 gì đấy. Thì mình nhớ là không nhầm là thế. Vì mình lâu nay mình cũng ít bắn khẩu ấy. Vì khẩu ấy uy lực nó không bằng cái khẩu này. Đây khẩu này này. Đấy vừa nói cái là có luôn. Đây thì nó sẽ có cái báng súng nha. Thế thì mình sẽ thử xem cái báng súng lắp vào cái khẩu xuất kích này thì nó sẽ như thế nào. Đấy thì không biết là bắn nó có phê hay không. Được rồi, báng súng kia. Trời, cái nó mà cứ tưởng báng súng anh em ạ. Rất là ngáo luôn. Thế thì mình sẽ đổi súng trường nha. Đổi súng trường đây vì là cái khẩu tiểu liên này bắn tầm xa thì nó rất là kém luôn. Thế nên mình sẽ vứt hết đạn tiểu liên này. Cái khẩu tiểu liên này bắn đạn kiên thôi, giống như cái khẩu MP40 ấy. Thì như anh em cũng đã biết thì nó sấy rất là kinh hoàng luôn. Nửa băng thôi thì chắc chắn là đi luôn rồi. Đấy nửa băng lại đi, còn nửa băng còn lại thì tiến đồng đội lên trời rồi. Đây có bom này. Đấy thì đặt luôn nha, bom đặt luôn. Đấy thì mình lên nhặt ít đồ đã. Nhớ thế này có đồ thì sao. Kìa cái gì ở bên kia. Đàn xuất kiên kia. Ok thôi, mình rất là sẵn sàng nhặt đàn xuất kiên. À bắn súng này, bắn súng này. Level 2 luôn. Ok lặt rồi nha. Đấy thì mình sẽ thử xem là nó có tác dụng gì. Đấy thì không biết là nó có tăng độ chính xác của khẩu shotgun nào nha. Thế thì mong là bắn ok đấy, để mình còn sử dụng lâu dài. Chứ vừa vào mà bắn mất tình cảm là không có vui đâu nha. Thế thì mình sẽ đi quên đây nhặt ít máu đồ các kiểu xem sao. À, có chiếc xe kia. Đấy, xíu nữa mình sẽ lấy cái chiếc xe kia đi nha. Đấy đi tìm có ai không. Đấy vừa luôn tiền mình test súng luôn đây em ạ. Có người kia. Đây có người nha. Đấy thì mình sẽ lấy chiếc Lamborghini này mình đuổi theo này. Đấy xe ông mà hơn xe tôi à. Kìa. Thế được nha em. Đấy. Mình sẽ chặn lại nha. Không cho đi đâu. Đấy thì chạy đâu cho thoát được mình. Cái xe ấy thì đi được đâu. Ok thì cho cái thanh niên này đi đến đâu luôn.
đấy là con gái thì phải, đấy con gái kia, lên xe này mình đèo đi này, lên xe này mình đèo đi, lên đây nào, và con trai, thì con trai thì phải tiêu diệt đây nè. Đấy, mình tạt đầu này, đầu sen tạt đầu không thành công rồi, một pha tạt đầu khá là đau đầu. Đấy, tạt đầu mà đau đầu nữa thì tạt đầu làm cái gì? Đấy thì mình sẽ tạt đầu này, đấy, chắc chắn là vào đây mình sẽ chặn được này. Ok, xe nổ rồi nha. Đấy, thanh niên kia vẫn rất là tỉnh luôn. Được rồi, kìa, núp sau cây kìa. Mình test bắn súng anh em ơi, không phải là bắn khẩu 1451 này đâu. Ok, thì mình sẽ qua phía sau kia. Phía sau có người. Trời đầu anh em à, đấy, kìa. Rồi, rất là chuẩn luôn. Kìa, đấy thế thôi nha. Qua đây nào, đấy thì qua mình test luôn. Đấy, anh em luôn là tiền thể test súng luôn. Kìa. Chạy kia. Đấy thì chạy đi đâu nữa bạn ơi. Đấy thì đã đến rồi thì hú hí với nhau xíu đi. Kìa, có người kia. Đâu vãi. Đâu mà ra nhiều người vậy em. Kìa. Đấy thì tiếp tục qua đây. Đấy thì anh em vào đây mình té súng luôn nha. Đấy, không biết hôm nay là ngày gì mà anh em cứ bu vào mình để cho mình tách cái khẩu súng này. Đấy, kìa. Cầm một khẩu MP40 rất là gắt luôn. Kìa. Trời ơi, mình test khẩu shotgun chứ không phải là test M451 đâu nha. Đấy thì tải anh em cả nha. Mình không cố ý đâu. Đấy, mục đích của mình là test cái khẩu MP40, cái khẩu shotgun, bắn súng này. Vậy đó, mình đến test cái khẩu shotgun thôi. Ai ngờ lại test M451 thế này. Rồi ok, thì mình sẽ tiếp tục lại con Lamborghini này đi nha. Nếu thấy ai thì mình sẽ nhảy xuống và test luôn cho nóng. X4 này khá là phê. Không biết tại sao lại liều màng mà vào cho mình test súng thế, không biết nữa. Đấy thì cái tác dụng cái bàn súng này rất là phê luôn anh em ạ. Đấy, anh em chỉ cần là lắp nó vào cái khẩu shotgun M cái đéo gì mình quên rồi nhỉ. Hình như là M140 gì đấy. Đấy thì bắn rất là phê luôn. Đấy thì anh em cũng đã thấy là mình bắn gọi là nó không có giật luôn. Bắn đạn gần ở cự ly gần là chắc chắn là ở top 1 đấy. Đấy, bo cuối cùng thì anh em auto top 1 luôn. Bắn gọi rất là chết luôn. Đấy, có ai được không nào ra đây nào. Đấy, mình nghĩ là bây giờ ở trên vòng trời, à trên có thính kia. Đấy thì mình sẽ lên thính xem nha. Kìa, có người bắn kia. Đầu xin kìa bắn kia. Quân giết người kia anh em. Kìa, ở trên kia cũng có người kia. Quân giết người kia anh em. Quân giết người, trời ơi. Khá là sợ anh em ạ. Đấy, phải ấy mình rất là sợ luôn. Kìa, bạn nào mình vừa lái xe. Đấy, trời ơi, chết mẹ rồi. Đấy, mình vừa tập lái xe. Thế là xong rồi anh em ạ. Đấy, mình vừa tập lái xe mà ba người hút kia. Đấy, em thấy chưa? Tay lái của mình vẫn đang còn không lùa lắm này. Đấy, vẫn đang còn run này. À, kìa, bạn tránh ra, tránh đường. Trời ơi, lại một người nữa. Trời ơi, đau quá đi. Mình nói là mình vừa tập lái xe mà. Kìa, bạn tránh đường. Trời ơi, mình vừa tập lái xe. Rất là đau luôn. Đấy, đâm chết có mấy người rồi. Không biết là hôm nay ngày gì mà mình xui thế không biết. Đấy, vừa tập lái xe mà đã đâm người thế kia thì chắc chắn là không ai. Bạn ơi, bạn tránh đường đi. Đấy, ok, bạn tránh đường cho mình nhá. Mình vừa tập lái xe nên là không được thành thạo cho lắm này. Nhớ đâm người thì đau lâu lắm đấy. Mình vừa tập lái xe đấy, bạn thấy chưa? Mình kia bạn tránh đường. Trời ơi, thế là xong rồi. Tránh đường cho mình đi, mình vừa tập lái xe mà. Đấy, tránh đường nha. Anh em tránh đường cho mình này. Vừa tập lái xe mà anh em cứ đâm thế kia thì chắc chắn là mình làm sao mà có bằng được hả anh em.
bạn là đấy đấy như cái bàn kia không phải hay hơn à, đấy cứ đứng ở trên kia thì không lo mình đâm rồi, mình vừa tập lái xe mà. Đấy cứ đứng ở trên kia đấy, anh em thấy mình tập lái xe là cứ đứng ở trên kia nha, chứ mình mà nhỡ tay đâm vào thì khá đau. À, xe này này, xe này hàng D này, mình chưa có bằng lái xe này. Kia sao là bán xe mình bạn ơi. Xe mình có tồi tình gì đâu, lỗi tại mình mà. Lỗi là tại của mình, lỗi tại mình. Đấy, lỗi tại mình nha, chứ không phải là của xe đâu. Đấy thì mình sẽ đổi con xe này đi sao sáng. Kia 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 đừng có bán xe mình nha, đừng bán xe mình. Ok, lỗi tại mình. Ok, mình nhận này, mình nhận lỗi là lỗi tại mình. Mình đã nói là mình vừa tập lái xe. Kia bắn đi, cái bắn cái gì? Đấy thì mình xin lỗi nha, mình vừa giết anh em của bạn thì mình xin lỗi nha. Đấy thì mình vừa tập lái xe cho nên là chưa có thể thạo cho lắm. Đấy thì không biết bạn còn đó không ta? Kia vẫn đang còn ở đấy thì thôi mình sẽ đi nha. Đấy thì mình sẽ lên trên này tập cũng được nha. Đấy ở dưới ấy nhiều người lái xe không quen đâm chết nữa. Gọi là mệt lắm anh em ạ. Ok thì mình sẽ lên trên này tập lái xe nha. Nếu trên này tập lái xe thì chắc chắn là ok phê luôn. Không có ai cả, mình tập lái xe. Ở đây cái chỗ tập lái xe này cũng rất là rộng luôn. Trời trời, mình không làm gì hết nha. Mình chỉ tập lái xe thôi mà. Đấy thì anh em làm gì mà căng về, mình chỉ tập lái xe thôi. Chứ có làm gì đâu mà anh em cứ bắn cái xe của mình. Rất là đau luôn, bắn xe mình. Đấy, lỗi là tài của mình. Cái kia bạn bạn tính tính ra bạn ơi, trời ơi, thế là xong nữa rồi. Mình nói là tại mình vừa tập lái xe thì mình cũng lái xe không quen. Tại sao là các bạn là cứ bu vào làm gì trời ơi? Đấy thì các bạn cứ bắn xe của mình vừa tập lái xe mà các bạn bắn thế này thì chắc chắn là làm sao mà gọi là mình có bằng được hả? Rất là thốn luôn. Đấy đây, vừa nãy bạn kia chết ở đâu nhỉ? Chết chết ở đâu nhỉ? Ở đây 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 phải không này? Đấy ok thì mình sẽ ra xem sao nha. Đâu phòng không có bom keo luôn. Thì bạn đứa này có không nhỉ? Bom keo nào? Cũng không có luôn. Đấy thì cho một mình một ít bom keo nào. Rất là vừa lời luôn. Đấy mình vừa tập lái xe này. Kia kia bạn bạn trên ra bạn ơi, trên được đầu xong rồi. Đấy lại bị gọi là đâm người. Mình không biết tại sao lại đâm người nhiều như vậy. Đấy mình vừa lái xe mà đâm người nhiều như thế này chắc chắn là khá là xui xẻo luôn. Đấy thì tập lễ lấy bằng thôi, ai ngờ lại đâm người thế này. Trời bạn bạn trên được trên được. Trời ơi lại người nữa. Rất là đau luôn. Đấy thốn lắm anh em à. Đấy lái xe mà cái kiểu này thì chắc chắn là rất là thốn luôn. Đấy mình vào đây chỉ cầm cái bảng súng gọi là test khẩu shotgun thôi, ai ngờ vào tập lái xe như thế này. Đấy vào tập lái xe mà như thế này mình khá là đau. Rất là buồn luôn. Rất là thốn luôn đấy. Ok mình sẽ ra đổi khẩu. Rồi ok đổi đây nha. Kia bo cuối rồi kia. Đấy thì lên mong lên này đừng có ai mà đến mà đi gần mình nha. Mình vừa tập lái xe thôi. Ok ra xem thì có cái gì không nào. Groza này. Ok nha. Đấy thì cái bảng súng mà lắp trên khẩu shotgun này bán khá là phê. Đấy thì anh em mà vào tập lái xe nữa thì khá là tê luôn. Đấy thì anh em lưu ý cho mình, lần sau mà nếu mà tập lái xe thì đừng có lái xe Lamborghini như mình nhé. Thì bởi vì nó rất là mệt luôn, thì mình cũng chưa làm quen được, thì mình vừa tập lái sơ sơ thôi. Ai ngờ lại đâm người thế kia. Đấy khá là đau luôn. Đấy anh em cũng thấy tay lái của mình rất là bình thường. Đấy khá là chậm chạp kia 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 bắn kia. Có người bắn kia làm gì bạn ơi. Đấy mình sẽ đổi xe khác. Đừng 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 bắn nha. Xe xe này mình mới đổi này. Đấy mình không làm gì có tồi tình gì đâu. Mình có không có tồi tình gì cả. Ok. Đấy thì đừng có bắn mình nha. Đấy đừng bắn mình này.
ở đầu phòng chỉ còn hai người thôi à? Hai người thì khô máu luôn đi. Đâu sân? Bạn ơi khô máu đi nha, khô máu đi. Đâu rồi, xuống đây nào, xuống đây đi. Mình cùng hú ý với nhau kia kia. Kia, bạn ơi. Đấy thì cái bắn súng này rất là hời hại luôn.